Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung chính sách ưu tiên phát triển xe ô tô điện trong các luật liên quan làm cơ sở thực hiện, hạn chế xe sử dụng xăng dầu bằng nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải. Bổ sung ngành nghề sản xuất, lắp ráp ô tô điện, sản xuất pin ô tô điện vào ngành nghề thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Và một chính sách quan trọng với người sử dụng ô tô điện như miễn, giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký biển số, trợ giá trực tiếp cho người mua ô tô điện, ưu đãi vốn vay đối với các doanh nghiệp vận tải chuyển đổi sử dụng ô tô điện, trợ giá cao hơn đối với xe buýt điện, hỗ trợ giá bán điện cho các trạm sạc. Xây dựng, ban chính sách quy định mua sắm ô tô điện khi sử dụng nguồn vốn công, thu phí khí thải đối với phương tiện giao thông đường bộ. Về khai thác, vận hành, ưu tiên phát triển ô tô điện kinh doanh vận tải, tăng quyền ưu tiên với ô tô điện khi hoạt động trong khu vực đô thị, vùng lõi đô thị, ưu tiên đỗ xe, giờ cao điểm và phát triển hạ tầng trạm sạc điện. Những chính sách này sẽ được chính phủ nghiên cứu, đánh giá trong thời gian tới, hướng đến việc thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Thưa quý vị, nhiều phương tiện đã phải hứng chịu hậu quả từ các trận mưa lớn. Ngay trong sáng nay, nhiều điểm tại xã Minh Chí, Minh Phú, Minh Tâm và Nam Sơn trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã xuất hiện những cơn mưa lớn kéo theo đất đá đổ xuống làm 11 xe ô tô tại khu vực xã Minh Chí bị chèn cứng, mắc kẹt, không thể di chuyển. Sau khi có tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khắc phục sự cố, đặt các biển cảnh báo, xúc bùn để giải phóng đường đi. Đến thời điểm này, các xe đã được cứu hộ ra khỏi hiện trường. Cũng trong tình cảnh tương tự, một chiếc ô tô đã không may bị khối đất đá lớn rơi trúng đầu khi đang di chuyển qua khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vào sáng nay. Nguyên nhân được xác định là do những ngày gần đây, khu vực này thường xuyên có mưa, sương mù dẫn đến sạt lở và đường trơn trượt. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng nay, người đàn ông trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ Ford Everest mang biển kiểm soát 26A05281 trên quốc lộ 6. Khi đến đèo Thung Khe, chiếc xe bất ngờ gặp sạt lở, tảng đá lớn từ trên cao lăn xuống rơi trúng đầu xe. Lúc này, trên xe có 4 người, rất may không có ai bị thương. Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị đất đá đè biến dạng, kính sau vỡ và xe bị đẩy sát vào giải hộ lan ven đường. Vụ sạt lở làm hư hỏng 6 tấm hộ lan, giao thông qua đoạn đường bị ách tắc. Nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phân luồng phối hợp với các đơn vị dọn đất đá, đảm bảo giao thông trên tuyến. Đồng thời, đề nghị các đơn vị giáp danh cảnh báo các phương tiện đề phòng và chú ý tốc độ khi lưu thông qua khu vực trong thời tiết mưa gió. Còn trong tình huống sau đây, một chiếc xe đầu kéo mang biển số tỉnh Khánh Hòa đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đỗ cạnh một cây xăng. Rất nhanh sau đó, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe. Vào khoảng 18 giờ 30 tối qua ngày 3 tháng 8, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 79C04615 đang đỗ trước cây xăng Ông Đồn 1 thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Một số nhân viên cây xăng cho biết ngọn lửa bùng lên từ cabin, sau đó lan nhanh ra toàn bộ xe, cột khói bốc cao cả chục mét. Khi phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân đã đem gần 20 bình chữa cháy xách tay và vòi nước tới dập lửa. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân của vụ việc. Hậu quả, phần đầu xe cháy rụi hoàn toàn, hư hỏng nặng, may mắn không thiệt hại về người. Chuyển sang một tình huống giao thông đáng chú ý khác. Thời gian gần đây, việc các phương tiện, đặc biệt là ô tô, vi phạm quy định đi vào làn khẩn cấp diễn ra khá thường xuyên. Hành vi này đã được tàu và xe nhiều lần phản ánh, tuy nhiên tình trạng này vẫn không có chuyển biến. Cá biệt, có những lái xe còn cố tình cản trở các phương tiện ưu tiên đang làm nhiệm vụ như trong tình huống dưới đây. Theo clip được đăng tải trên diễn đàn ô tô fan mới đây, khi xe cấp cứu đang di chuyển trên đường Vành Đai 3 hướng từ Khuất Duy Tiến về Mai Dịch, xe đang làm nhiệm vụ và di chuyển vào làn khẩn cấp. Dù liên tục phát còi xin ưu tiên, tuy nhiên hàng dài các phương tiện đang đi phía trước đều không có dấu hiệu nhường đường. Xe cứu thương sau đó đã phải tìm cách lách ra ngoài và tìm hướng di chuyển khác. Sự việc nhận nhiều bình luận trên các diễn đàn, đa phần đều bất bình với hành vi chiếm làn đường khẩn cấp, phớt lờ tín hiệu ưu tiên từ xe đang đi làm nhiệm vụ và mong các cơ quan chức năng có hình thức xử phạt thích đáng để các lái xe không tái diễn hành vi này. Vâng, xin nhấn mạnh Nghị định 100 năm 2019 quy định mức phạt với người điều khiển ô tô chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc, không nhường đường hoặc gây cản trở phương tiện đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ là trái với quy định pháp luật, sẽ bị phạt tiền 4 đến 6 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng.
Nếu người điều khiển phương tiện giao thông đi vào làn dừng xe khẩn cấp gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với mức phạt lên tới 15 năm tù. Do đó, các chủ xe hãy chú ý chấp hành việc đi đúng làn đường quy định để không gây cản trở cho các phương tiện ưu tiên làm nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp. Tiếp tục là một thông tin được nhiều người quan tâm. Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ nhất theo hình thức trực tuyến. Thời điểm này, Cục Cảnh sát Giao thông đã đưa ra một số lưu ý hướng dẫn đối với người dân khi tham gia đấu giá. Bước 1. Đăng ký tài khoản. Khách hàng truy cập vào trang web đấu giá biển số trực tuyến có địa chỉ tại dgbs.vpa.com.vn. Trong giao diện đăng nhập, đăng ký, nếu đã có tài khoản, khách hàng chọn đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản, khách hàng chọn đăng ký để tạo tài khoản của mình. Trong giao diện đăng ký, khách hàng lựa chọn một trong hai hình thức tạo tài khoản của cá nhân hoặc tổ chức. Tiếp theo, khách hàng nhập đầy đủ, chính xác thông tin vào các ô tương ứng. Lưu ý, mã OTP sẽ được gửi bằng tin nhắn SMS vào số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký. Sau khi hoàn tất thông tin, khách hàng chọn đăng ký để hoàn tất việc tạo tài khoản. Bước 2. Tìm biển số. Trong giao diện tìm biển số, khách hàng có các lựa chọn tìm kiếm. Chọn loại xe mà bạn muốn đấu giá biển số, gồm xe con, xe tải, xe khách, xe van. Chọn tỉnh, thành phố mà bạn muốn đấu giá. Nhập biển số xe, khách hàng cần nhập chính xác biển số xe cần tìm. Sau khi lựa chọn được biển số đấu giá, khách hàng chọn đăng ký đấu giá để chuyển tới bước 3. Bước 3. Thanh toán. Trong giao diện thanh toán, khách hàng lựa chọn một trong các hình thức thanh toán và nhập đầy đủ chính xác thông tin trong quá trình thanh toán qua hình thức mà mình đã lựa chọn. Tiền đặt trước là 40 triệu đồng một biển số, phí hồ sơ là 100.000 đồng một biển số. Trước khi cuộc đấu giá biển số mà khách hàng đã đăng ký diễn ra một ngày, hệ thống sẽ thông báo cho khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá được biết để chuẩn bị tham gia cuộc đấu giá đó. Giá khởi điểm của một biển số ô tô được đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, bước giá là 5 triệu đồng, phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên. Khách hàng tham gia chung đấu giá là khách hàng có mức trả giá cao nhất trước khi cuộc đấu giá kết thúc. Cuộc đấu giá kết thúc, hệ thống sẽ gửi thông báo chung đấu giá hoặc không chung đấu giá đến từng khách hàng. Trong giao diện kết quả, khách hàng có thể kiểm tra đấu giá của các biển số được đưa ra đấu giá, lịch sử trả giá của khách hàng và các biển số được đưa ra đấu giá. Vâng, việc khuyến khích người dân dịch chuyển sang sử dụng xe điện là một trong những giải pháp để góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí. Theo xu hướng đó, thì các hãng xe cũng liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới thân thiện với môi trường. Hãng xe Audi của Đức cũng không ngoại lệ khi vừa ra mắt mẫu xe điện tại thị trường Đông Nam Á. Chiếc xe có tên là Audi QS e-tron vừa ra mắt tại Philippines, được định vị là mẫu xe đầu bảng trong danh mục đa dạng các mẫu SUV và crossover thuần điện của Audi. Xe sở hữu chiều dài 4.915mm, rộng 1.935mm, cao 1.633mm và chiều dài cơ sở 2.923mm. Mẫu SUV này có gương chỉ điện tích hợp đèn xi nhan, sấy kính, cảnh báo điểm mù. Điểm nhận diện dễ thấy nhất trên xe là thiết kế kiểu mới của logo Audi với hai màu trắng đen đơn giản. Bên cạnh việc thiết kế tinh tế hơn, mẫu xe mới này còn có phạm vi hoạt động được cải thiện. Xe có thể di chuyển được 456 km sau một lần sạc nhờ có gói pin 106 kWh. Các xe Audi e-tron đều có bộ sạc nhanh 170 kW, cho phép bổ sung 80% năng lượng của pin trong khoảng 30 phút. Hai động cơ điện cung cấp hệ dẫn động tất cả các bánh và công suất lên tới 402 mã lực. Giá bán của xe ước tính từ 3 tỷ đồng. Volkswagen đang tiến hành một đợt gọi sửa chữa trên toàn cầu đối với 3 mẫu xe của mình vì lỗi liên quan đến dây an toàn được trang bị trên xe. Tổng cộng có 46.858 chiếc Volkswagen, gồm 3 mẫu xe cỡ nhỏ Polo, T-Cross và Taigo bị gọi sửa chữa trên toàn cầu. Tất cả đều được sản xuất từ năm 2020 đến năm 2022. Nguyên nhân là do những chiếc xe này đang gặp vấn đề với hệ thống nhắc nhở thắt dây đai an toàn, khiến người lái xe có thể quên việc thắt dây an toàn khi lái xe, làm tăng nguy cơ gặp chấn thương nếu có tai nạn xảy ra. Những xe trong diện gọi sửa chữa sẽ được các đại lý ủy quyền của hãng cập nhật phần mềm hệ thống để xử lý vấn đề này hoàn toàn miễn phí. Vào tháng 3 vừa qua, 130 chiếc Porsche Taycan thuộc tập đoàn Volkswagen cũng bị gọi sửa chữa tại Mỹ do lỗi trên. Trong khi đó, vào tháng 4 vừa qua, hơn 143.000 chiếc Volkswagen Teramon cũng bị gọi sửa chữa tại thị trường Mỹ do lỗi túi khí hành khách phía trước có thể không bung khi có va chạm.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tàu và Xe ngày hôm nay. Hãy tải app Hà Nội On để không bỏ lỡ những nội dung độc đáo và thú vị khác mà Tàu và Xe sẽ chuyển đến quý vị mỗi ngày. Hoặc quý vị có thể truy cập website hanoionline.vn, các nền tảng số YouTube, Facebook của Đài Hà Nội để xem lại chương trình. Và đừng quên số điện thoại đường dây nóng 0865 116699 để chia sẻ những câu chuyện thú vị của bạn về phương tiện. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.